Hãy chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu chủ đề 2, chăm sóc cuộc sống cá nhân với nhiệm vụ 6, đó là kiểm soát lo lắng. Các em cũng biết được những nguyên nhân dẫn đến sự lo lắng, có thể là do vấn đề học tập, từ phía gia đình hay là mối quan hệ từ bạn bè. Các em cũng đã được thầy cô hướng dẫn cách kiểm soát sự lo lắng như thế nào. Tiết học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu nhiệm vụ 7, suy nghĩ tích cực để kiểm soát cảm xúc, và nhiệm vụ 8, sáng tạo chiếc lọ thần kỳ. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu chi tiết nội dung bài học các em nhé. Các em nhớ ghi chép bài và làm bài thật đầy đủ. Đầu tiên các em hãy quan sát thật kỹ hai bức tranh trên màn hình và sau đó hãy cho thầy cô biết ai là người có tư duy tích cực, ai là người có tư duy tiêu cực. Bạn nữ bên tay trái thì cho rằng cái cây yếu ớt này rồi sẽ bị sâu ăn và chết mất thôi. Còn bạn nữ bên tay phải thì nhận định cái cây này rồi sẽ cao lớn và đơm hoa kết trái. Chắc các em cũng đã có những cái kết luận của riêng mình rồi, phải không? Chúng ta dễ dàng nhận ra khi nhận định về tương lai của cái cây thì bạn nhỏ bên tay phải có những cái suy nghĩ tích cực. Đó chính là tính rằng cái cây này rồi sẽ trưởng thành. Còn bạn nữ ở bên tay trái thì có những cái suy nghĩ rất tiêu cực, nhận định rất bi quan, không tin vào sự phát triển của cái cây. Như vậy các em thấy rằng là tác dụng của những cái suy nghĩ tích cực này là gì? Suy nghĩ tích cực sẽ là một cái yếu tố quyết định để mỗi chúng ta có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và có một tâm hồn khỏe mạnh. Người có suy nghĩ tích cực sẽ luôn cho rằng mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được mọi trở ngại nếu mình thật sự có sự cố gắng. Bây giờ các em hãy cho thầy cô một số ví dụ thực tiễn mà các em đã gặp tương tự như tình huống trong hình. Các em hãy chia sẻ những cái ví dụ ấy cho các bạn và thầy cô cùng nghe nhé. Những các em có thể thấy nhiều khi trong quá trình học tập của mình cũng vậy, đôi khi mình không đạt được những cái kết quả như mong muốn. Thế là một số bạn các em thấy là có suy nghĩ tiêu cực, tỏ ra lo lắng, chán nản, không muốn học, buông xuôi. Điều đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, không giải quyết được gì. Nhưng cũng có một số bạn luôn chọn cho mình tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, thua keo này ta bày keo khác. Các bạn đó biết nhận ra được những cái sai lầm của mình, biết đứng lên từ những cái thất bại, thì thầy tin rằng với sự nỗ lực của các bản thân và một cái ý chí, thầy tin rằng các bạn ấy sẽ thành công. Ví dụ như trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tuyến Duật mà các em đã được học ở tiểu học, chúng ta thấy dù trải qua biết bao khó khăn gian khổ, nhưng những người lính trong thời kháng chiến chống Mỹ họ vẫn luôn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực, lạc quan, yêu đời, lấy tiếng hát át tiếng bơm. Không có kính, thì có bụi, bụi phun tóc trắng như người già, chưa cần rửa, phì phèo chăm điếu thuốc, nhìn nhau mặt lắm, cười ha ha. Thầy có một cái tình huống đưa ra dành cho các em, đó là khi các em gặp một cái vấn đề mâu thuẫn với bạn thì em sẽ làm gì? Các em hãy ghi ra và chia sẻ với bạn và thầy cô trong cái tiết học của mình. Các em thấy là khi mà có những cái mâu thuẫn với bạn bè, thay vì chúng ta hờn trách nhau, tìm những lời lẽ làm tổn thương nhau, thì những lúc này đây chúng ta cần có những cái suy nghĩ tích cực, hãy nghĩ đến những cái điểm tốt của bạn. Ví dụ như là bạn thường hay giảng bài cho mình, bạn thường chia sẻ những món ăn ngon với mình vào những giờ ra chơi, hay là cho mình mượn những cái dụng cụ học tập. Hoặc là các em cũng có thể nghĩ về những cái kỷ niệm đẹp của bạn với mình, như là những lúc mà cả đám được đi chơi cùng nhau vui vẻ như thế nào. Các em hãy chia sẻ với các bạn một kỷ niệm đẹp của mình với bạn bè và cảm nhận của em về kỷ niệm đó. Các em hãy ghi những cái chia sẻ này vào trong tập của mình nhé. Các em biết không, khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp á, thường sẽ làm cho chúng ta vui vẻ, phấn chấn hơn. Để tạo ra cách nghĩ tích cực, chúng ta hãy thường xuyên nghĩ về những cái điều tốt của mọi người, về những kỷ niệm đẹp. Chúng ta có thể xem clip những cái phong cảnh đẹp hoặc là xem những cái bộ phim có nội dung hay và lành mạnh.
Bây giờ thầy muốn chia sẻ cho Kem những bức hình sau đây. Những hình trên thì chắc cũng đã gợi nhắc cho Kem nhớ đến một truyện cổ tích mà Kem đã được học ở bộ môn ngữ văn lớp 6 ở tuần thứ 5 vừa rồi. Đúng không nào? Đó chính là văn bản Sọ Dừa. Thì Kem thấy là qua cái câu chuyện này, tác giả dân gian muốn truyền tải đến chúng ta một cái thông điệp, đó là viết về những cái con người khiếm khuyết về hình thể nhưng luôn có những cái suy nghĩ tích cực, nỗ lực để làm chủ cuộc sống. Kem thấy là trong văn bản này, Sọ Dừa có một cái hình hài không như người bình thường, nhưng không vì thế mà cậu buồn bã buông xuôi, cậu luôn luôn có những cái suy nghĩ lạc quan tích cực. Kem thấy là Sọ Dừa đề nghị mẹ được chăm bò ở nhà phú ông, chứng tỏ chàng luôn luôn có một cái tinh thần, một cái ý chí tự lập rất cao. Hay là chàng xin mẹ muốn được cưới con gái của phú ông, thì Kem thấy rằng chàng là một cái người rất là tự tin, có một cái sự khát khao về hạnh phúc lứa đôi. Hay là chàng ngày đêm chăm lo đèn sách, chứng tỏ đây là một cái chàng trai có một cái ý chí cầu tiến muốn lập công danh. Thì nhờ những cái tinh thần lạc quan, một cái ý chí nỗ lực, có những cái suy nghĩ tích cực mà Sọ Dừa đã có một cái kết thúc rất là hạnh phúc, rất là viên mãn. Nhưng đó là những cái câu chuyện cổ tích thôi. Vậy trong cuộc sống đời thường thì sao? Bây giờ thầy mời các em xem những hình ảnh và đoạn video clip sau đây. Các em theo dõi nhé. I want to talk about like when I started, you know, going to school and stuff, a lot of people put me down, you know what I mean? Like people tease each other. I mean, people come up and say, hey, oh, you know, you're too short, you're too tall, you look whatever. I had different hair and all that. It doesn't matter. When you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough, and you know, we have to change ourselves. And, you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird, and no one's really your friend, and you can't do this, and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, you know, just whatever. I couldn't change my circumstance. I could have just one day wake up and say, hey, give me arms and legs, I need arms and legs. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, you know, I can't go on the soccer field like everybody else. And I can't ride my bike and I can't skateboard and all these sort of things. And I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mom and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? And they don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? No one really likes you, no one really cares about you. It's not really to say that, hey, you need someone to come up and say, hey, really, I like you, I care about you. No, it's not that, but it's the fact that people put you down. People don't even look you in the eye. People ask you how you are, and you say fine, but you're not fine, and they'll know, they'll never know. I tell you, life is interesting, life's a journey. So what do you do when you fall down? Get back up, everybody knows to get back up. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not.
You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever gonna get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? Nhân vật trong những cái bức hình và đoạn clip vừa rồi là ai? Các em có biết không? Đó chính là Nick Vujicic đấy. Nick Vujicic từng nói như thế này các em: nếu cuộc đời không cho bạn điều kỳ diệu thì bạn hãy trở thành điều kỳ diệu. Khi mà chúng ta nghe những lời chia sẻ từ chính cuộc đời của Nick, sự lạc quan, nghị lực của chàng trai này sẽ giúp cho các em có thể có thêm nhiều cái niềm tin vào trong cuộc sống, sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn, không còn cảm thấy chán nản, bi quan về những chuyện buồn hay những áp lực trong học tập của mình nữa, đúng không nào? Tiếp theo, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhiệm vụ 8, đó chính là sáng tạo chiếc lọ thần kỳ. Các em quan sát trên màn hình nhé. Đây là 4 chiếc lọ. Những cái chiếc lọ xinh xinh này sẽ giúp cho các em cảm nhận được những cái giá trị đích thực từ những cái việc làm nhỏ bé tích cực mang lại. Từ đó tạo động lực thực hiện những cái việc làm tốt, thú vị cho cuộc sống của chúng ta. Vậy cách thức thực hiện sẽ là như thế nào? Bây giờ các em hãy theo dõi chức năng của từng chiếc lọ một. Đầu tiên đó chính là lọ nhắc nhở. Các em dành thời gian cuối ngày để viết vào mảnh giấy những điều tốt đẹp em làm được và nhận được trong ngày rồi bỏ vào trong lọ. Bất cứ lúc nào em cũng có thể lấy ra đọc lại chúng, đọc xong là cho vào lọ. Điều này để nhắc nhở em luôn nghĩ đến những điều tích cực. Lọ thứ hai đó là lọ thú vị. Các em hãy viết vào mỗi mảnh giấy một điều giản dị làm cho em thích thú rồi bỏ vào lọ. Khi cần, em hãy lấy ra một mảnh giấy bất kỳ và tự thưởng cho mình niềm vui đó. Chiếc lọ thứ ba đó là lọ thử thách. Các em cũng viết vào mỗi mảnh giấy một từ chỉ tính cách tốt đẹp và cho những mảnh giấy này vào lọ. Mỗi ngày em cũng lấy ra một mảnh giấy bất kỳ, xem từ nào xuất hiện thì suy nghĩ xem hôm nay làm gì để đạt được tính cách đó. Và chiếc lọ thứ tư đó là chiếc lọ cười. Chúng ta viết vào mỗi mảnh giấy một kiểu cười và bỏ chúng vào lọ. Những lúc em cảm thấy không vui nè, hay là hãy nhặt một mảnh giấy và cười một cái điều cười được ghi trên đó. Sau đây là thầy có những cái gợi ý dành cho các em. Ví dụ như chiếc lọ nhắc nhở thì chúng ta có thể ghi vào trong đó là hôm nay mình cảm thấy vui khi được gia đình khen vì biết giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Thì khi chúng ta mở một cái mảnh giấy ra xem lại thì có thể cũng nhắc nhở chúng ta có thể thực hiện tiếp tục những cái việc làm có ý nghĩa này để được cả nhà khen ngợi nữa nhé. Hay là chiếc lọ thú vị thì mình có thể chia sẻ một cái mảnh giấy mình rất thích nghe bài hát dân ca, rồi sau đó thì khi các em xem lại thì chúng ta có thể tự thưởng một cái bài hát mà mình yêu thích cho các bạn hoặc là cả gia đình cùng nghe. Còn với chiếc lọ thử thách thì các em có thể ghi vào trong đó ví dụ như là bình tĩnh, tự tin, rồi sau này khi mở ra các em có thể thực hiện một số hành động thể hiện được sự tự tin của bản thân. Ví dụ như các em đi đứng tư thế như thế nào là tự tin nè, mắt nhìn vào người đối diện, thả lỏng cơ thể, mỉm cười. Hay là chiếc lọ cười thì chiếc lọ cười này chúng ta hãy thực hiện một cái kiểu cười mà chúng ta thường hay sử dụng và cảm thấy thú vị nhất, vân vân. Các em có 6
Thân mến, vừa rồi thầy và các em vừa cùng nhau đi tìm hiểu nhiệm vụ 7 và 8 của chủ đề 2 chăm sóc cuộc sống cá nhân. Sau đây các em nhớ ghi phần dặn dò này vào tập và thực hiện theo yêu cầu nhé. Chúng ta hãy thực hiện bỏ những cái mảnh giấy vào 4 chiếc lọ và sử dụng hiệu quả những chiếc lọ thần kỳ này để bản thân luôn trở nên tích cực. Tuần sau các em hãy chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn và thầy cô chủ nhiệm của mình biết nhé. Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Thầy chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.